Để cả băng có thể thoát khỏi tay của tứ hoàng Big Mom cũng như đàn con của bà ta thì Luffy đã chọn cách ở lại chiến đấu với đứa con mạnh nhất của bà ta, Katakuri. Cậu ấy cũng đập bể luôn tấm gương duy nhất kết nối với con tàu để không kẻ nào có thể đột nhập vào Sunny một lần nữa. Đám tôm tép thì chỉ nghĩ cậu ấy là một thằng ngu khi thân là thuyền trưởng mà lại chọn con đường hy sinh để thuyền viên được an toàn. Còn Katakuri thì không, anh ta biết được sự ngu hiểm của Lù khi đã gây lên hỗn loạn cho đảo Bánh Ngọt, và nếu để Luffy toàn mạng trở về, cậu ấy sẽ trở thành mối nguy cho mẹ. Nói xong thì cả hai cũng động thủ, nhưng mọi đòn đánh hướng về phía Katakuri đều được anh ta tránh né dễ dàng. Tất cả đường đi nước bước của Lù đều nằm trong bàn tay của kẻ có số tiền truy nã hơn 1 tỷ này. Anh ta cũng cho hay nếu thích thì mình có thể tránh né mãi cũng được. Luffy thì không tin, lên tung đủ các thể loại chiêu thức và đúng là tránh né được hết thật. Cùng thời điểm đó thì những thành viên trong băng cũng biết được Luffy đã vào thế giới gương. Họ đều tin thuyền trưởng của mình sẽ trở lại, nhưng việc quan trọng hơn là Pedro đang ở đâu đấy nhỉ? Nghe vậy thì Kazot cũng hoảng loạn và Nami cũng giải thích cho những người không biết việc ông ấy đã ra đi mãi mãi rồi. Nghe vậy ai cũng đau buồn mà trách cứ bản thân đã không làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Nhưng cũng không trách ai được vì đối thủ của họ là một tứ hoàng đã thống trị biển cả nhiều năm. Jinbei cũng lên tinh thần cho cả bọn vì chuyện này vẫn chưa kết thúc. Hãy dành số nước mắt đó cho kẻ thù thì hơn, vì Pedro cũng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết từ trước rồi nên mới chọn đi theo mọi người. Tất cả cũng lấy lại tinh thần rồi chuẩn bị nghênh chiến đàn con của Big Mom sắp đuổi tới. Vừa ổn định đội hình được một lúc thì cả đám đã thấy mụ già cùng hàng trăm con tàu đang chặn đầu cả đám. Lý do bà ta có thể đi được trên biển là nhờ năng lực của tên Perospero. Điều này có nghĩa là cái chết của anh Pedro là vô nghĩa. Nó khiến Kazot không thể chấp nhận được vì con quái vật này cũng chỉ mất đi một cánh tay. Hắn cũng cực kỳ cay cú mà hứa sẽ trả cả gốc lẫn lời cho tộc Minh. Chuyển cảnh đến chỗ Sanji. Cậu ấy vẫn đang trên đường đi làm món bánh có thể cứu vớt tất cả cùng với Chiffon cùng cô dâu Pudding của mình. Trở lại trận chiến căng thẳng của Luffy, thế trận vẫn là như vậy khi Katakuri có thể nhìn hết đường đi nước bước mà đỡ đòn. Năng lực ác quỷ của anh ta cũng rất lợi hại, tạo ra những cú đấm không khác gì tuyệt chiêu của Lù đấm tới tấp. Luffy thì cũng chỉ biết hứng chịu tất cả nhưng vẫn không gục ngã. Xem xét về thể chất, tinh thần cũng như năng lực thì kẻ bị truy nã 1 tỷ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Luffy thì vẫn tin cao su không thể nào thua Mochi được lên cũng lao tới lần nữa. Kết quả thì vẫn là bị đấm cho tối tăm mặt mũi mặc dù đã gia tăng tốc độ. Cũng may bản chất của cao su là dai và lì lên, Luffy cũng đứng lên bơm phồng cơ thể rồi chuyển nó về cánh tay tạo ra cú đấm khổng lồ. Thế nhưng Katakuri cũng làm được giống vậy mà còn to hơn khiến đám thuộc hạ kinh ngạc. Hai cú đấm chạm nhau nhưng của Katakuri to dài mà lại khỏe hơn, lên cũng đẩy thẳng mũ rơm vào tường. Ngay sau khi lãnh chịu cú đó, Luffy thấy một tay không ổn lên đã dùng hai tay. Thế mà Katakuri vẫn phân tích rồi phản công bằng đòn mạnh hơn như lúc nãy. Không những mạnh mà nó còn dính nữa, lên anh ta cũng quẳng Luffy đi hít bụi. Thấy vậy cậu ấy đã luân chuyển không khí xuống chân bổ xuống buộc Katakuri phải buông đôi tay kia ra. Hắn biết rõ mình trên cơ hơn Luffy rất nhiều nên chỉ dùng những chiêu thức của Luffy để bán hành cậu ấy. Sau cú chạm đó thì Luffy cũng đo sàn, bên này ba người kia cũng đã có mặt tại đảo Cacao. Với tài năng diễn xuất từ trong trứng nước thì Pudding cũng lừa được toàn bộ người trên đảo đồng ý giúp mình một tay. Mọi thứ cũng đã được chuẩn bị, đi kèm theo đó là những đầu bếp xuất chúng. Mọi thứ đều sẽ được làm thủ công, như vậy mới đem lại hương vị ngon nhất cho chiếc bánh. Còn nhóm ở trên thuyền lúc này cũng lâm vào tình thế khó khi đám con chuyên chiến đấu trên biển của mụ già cũng sắp đến nơi. Mà nguyên liệu để làm một cú phóng nữa không có đủ, lên tên Perospero cũng tự tin tiêu diệt được cả bọn. Không quên hỏi thăm tình hình vị thuyền trưởng mũ rơm thì biết đang nằm thở như trâu, lúc này chỉ còn dựa vào con bài tẩy duy nhất chính là chiếc bánh nhóm Sanji sắp tạo ra. Pudding thì cũng chỉnh sửa ký ức của đám đầu bếp để chúng làm việc giúp đỡ Sanji nhiệt tình hơn. Chiffon cũng rất ngạc nhiên khi chàng đầu bếp trẻ chỉ nhìn một lần mà biết được hết nguyên liệu thành phần có trong bánh. Nhỏ Pudding cũng đến cho hai người họ biết mình đã sửa mảnh ký ức của họ rồi, lên cứ an tâm. Đám đầu bếp cũng kinh ngạc khi Sanji có thể tạo ra công thức làm bánh tuyệt vời như thế này. Cậu cũng phân công nhiệm vụ cho từng người. Chiffon sẽ lo nướng bánh, còn Pudding sẽ lo phần sô-cô-la. Riêng Sanji sẽ hoàn thành công đoạn cuối cùng với công thức bí mật của mình. Tất cả sẽ có hơn 2 tiếng để hoàn thành chiếc bánh rồi vận chuyển đến mồm Big Mom. Họ sẽ vận chuyển bánh lên tàu vừa đi vừa trang trí rồi hội quân với các thành viên trong băng. Trở lại với Luffy, sau khi nghe thấy những lời mỉa mai của anh em nhà này dành cho anh Pedro, cậu ấy đã đứng dậy một lần nữa. Luffy dồn hết sự tức giận kia vào cú đấm hướng thẳng về phía kẻ thù, nhưng vẫn vậy. Không có cú đấm nào đi đúng địa chỉ cả, mà còn bị đẩy lùi một cách quá dễ dàng khiến trận đấu trở lên chán ngắt. Katakuri thì cũng không đùa nữa mà tung ra hàng tỷ cú đấm được nâng cấp bởi chiêu thức của Luffy giáng xuống khiến Lù chao đảo mà gục ngã. Mấy đứa em của hắn cũng tìm được hai cái gương sót lại trên tàu lên cũng định phá hoại. Mà khi Luffy dám đụng đến anh em nhà này thì đã bị Katakuri dằn mặt. Luffy thì vẫn cố phá hủy đi mấy tấm gương nhưng mọi đòn của cậu đều bị vô hiệu hóa. Kết quả là đám này cũng phóng hỏa phòng thay đồ, mà lúc này mọi người trên tàu đang tập trung với kẻ thù bên ngoài lên không ai biết gì hết.
Vô số đại pháo đang nhắm vào họ, cũng may Jinbei lái tàu rất nghệ lên cũng tránh được hết. Những quả đạn không tránh được thì cũng được Chopper với Brook đẩy lui. Nami lúc này thì cũng nghe được giọng nói của Luffy thông qua mảnh gương vỡ. Cậu ấy cố cảnh báo mọi người về những tấm gương cùng đám cháy. Brook thì cũng phát hiện ra bên trong đang cháy rất lớn. Chính vì vậy Luffy muốn phá hủy hết toàn bộ gương đi, còn mình sẽ tìm cách khác để đoàn tụ với mọi người. Nói thì nói vậy thôi chứ Katakuri cũng không cho Luffy thở, chứ đừng nói là rời khỏi đây. Cuộc chiến thời gian tại đảo Kakao cũng căng thẳng hơn khi vài nguyên liệu bị thiếu. Sanji thì vẫn giữ đầu lạnh, đưa ra công thức để họ có thể thay thế những hương vị còn thiếu. Dù là kẻ thù nhưng Sanji hoàn toàn không có ý định làm hại đến người ăn đồ ăn của mình, mà còn cân đo đong đếm làm sao cho tốt nhất với phụ nữ. Điều này khiến Pudding kết Sanji nổ đom đóm mắt. Bên Nami thì nghe thấy tiếng kêu đau của Luffy lên rất lo lắng. Tuy vậy cậu ấy vẫn cố thoát ra mà bảo Nami mau mau đập hết gương đi trước khi chúng có thể đột nhập lên tàu mà quấy phá. Đó cũng không phải vấn đề nghiêm trọng nhất lúc này, khi một cơn sóng kẹo đã được tạo ra để nhấn chìm tất cả. Cưỡi trên đó chính là mụ già nguy hiểm khiến Nami rớt nước mắt mà xin lỗi Luffy, tất cả đều sợ hãi trước hoàn cảnh hiện tại. Duy chỉ có Jinbei, người sinh ra dưới biển, mới giữ được bình tĩnh mà đón nhận nó. Ông ấy bảo tất cả điều chỉnh buồm theo ý mình rồi dùng một tay để điều chỉnh hướng cho con thuyền. Nami cũng thông báo hướng gió cho ông ấy, rồi Jinbei cũng dùng sức mạnh kéo buồm sang hướng khác khiến tất cả sợ hãi vì như vậy sẽ khiến họ bị bắt kịp. Không nói nhiều, ông ấy chuyển hướng Sunny về phía con sóng xô và bị nó nuốt trọn. Tuy nhiên khi mở mắt họ lại chưa có bị nhấn chìm mà đang lướt ở bên trong. Jinbei cũng giải thích những con sóng kiểu này chính là trò chơi thú vị nhất với trẻ con tộc người cá. Hơn ai hết ông ấy hiểu nó hoạt động như thế nào nên cũng đưa con tàu băng qua cửa tử. Tất cả đều phải ngỡ ngàng đến bật ngửa khi tại đây Jinbei chính là chủ của không gian này. Đám bên trên thì hoàn toàn không nghĩ đến việc này nên cũng cười khoái chí. Đám người bên trong không gian gương thì cũng thấy gì đó sai sai vì bên trong tàu lúc này hoàn toàn không có nước. Từ đây những chiếc gương cũng vỡ ra chứng tỏ bọn họ vẫn an toàn và đang làm theo những gì Luffy nói. Nami cũng bảo tất cả lên nghe lời Luffy buộc họ phải làm theo. Luffy nghe thấy vậy thì cũng an tâm hơn mà thoải mái chiến đấu. Chopper cũng liên lạc cho cậu bạn hỏi xem có ổn không. Lù nhân cơ hội đám kia không để ý cũng trốn ra một góc để tâm sự. Tất cả cũng cho cậu ấy biết tình hình lúc này vẫn ổn, và Nami cũng lên kế hoạch cho cậu ấy để khi đánh bại được Katakuri thì hãy đến điểm tập kết của mọi người đoàn tụ với nhóm Sanji. Vừa nói xong thì Katakuri đã đến trói chặt Luffy lại bằng Mochi. Tấm gương liên lạc từ đó cũng bị vỡ do đòn đánh từ Katakuri. Lu thì vẫn cố ngậm những mảnh còn lại trong mồm để giữ liên lạc sau đó chạy đi. Nhưng chạy đằng trời khi anh ta có thể đoán được những hành động tiếp theo của Lu. Hàng tỷ cú đá nữa lại được chạm vào cơ thể nhỏ bé của Luffy khiến cậu ấy phun những mảnh vỡ kia ra. Thế nhưng để mọi người an tâm, cậu ấy chấp nhận hứng chịu tất cả, tiến đến gượng cười bảo tất cả nhanh chóng đến đó trước đi, còn mình sẽ theo sau. Tất cả đều rất vui khi nghe vậy nhưng không biết thuyền trưởng của mình đang gặp hiểm cảnh. Lu cũng cắt đứt liên lạc với phía bên kia rồi quay lại đối mặt với tử thần, chuyển cảnh đến đám con của Big Mom. Chúng đang cố chiếm giữ công nghệ của Germa nhưng lại bị đánh cho tơi tả bởi anh chị em nhà Sanji. Còn Katakuri cũng đã lôi hàng nóng ra để chấm dứt trận chiến này. Lu thì định đấm vỡ mồm Broly khi thấy cô ta khen anh trai như một vị thần nhưng đã bị Katakuri chặn đứng. Anh ta cũng đập Luffy một cú đau đớn rồi dùng đinh ba xiên cho phát, may mà né được. Cú đó cũng làm sập luôn một mảng tường, tí thì đè chết người ta rồi. Katakuri cũng giới thiệu về con hàng đinh ba của mình được gọi là Mole rồi hỏi Luffy muốn cắt bộ phận nào để mình cắt hộ. Luffy thì từ chối rồi tiếp tục tránh né để nuôi hy vọng đánh chúng một đòn. Lu cũng tập trung ra đấu mà không hề nhận ra lúc nãy cuộc nói chuyện của cậu với những thành viên khác đã bị Broly nghe hết. Cô ta lập tức báo điểm hẹn của băng mũ rơm cho Perospero khiến hắn ngạc nhiên vì không tin băng mũ rơm còn sống sau cú vừa rồi. Hắn cũng định lừa mẹ già đến đảo Cacao nhưng cơn đói của Big Mom không đồng ý. Bà ta đến đảo hạt khiến Perospero hốt hoảng mà không thể làm gì. Katakuri lúc này cũng liên tục tung ra những đòn đánh mạnh mẽ về phía Lu nhà mình mà còn khuyên thanh niên mới nhú lên bỏ cuộc đi. Bởi nhẽ những chiêu thức hướng về tên này đều bị hắn đoán trước bằng cách nào đó mà Luffy không biết. Lu cũng bị hất văng vào tường rồi được Katakuri xiên tới. May mà số ông thần này khá tốt lên cũng lọt khe không bị dính chiêu. Và lúc này ta mới thấy được khả năng của Katakuri là như thế nào. Trong mắt anh ta mọi chuyển động của Luffy đều hiện rõ trước vài giây. Với một kẻ mạnh thì một giây cũng là quá đủ để tạo ra một lợi thế, lên từ đầu tới giờ Luffy luôn nằm dưới cũng đúng thôi. Đó cũng giải thích lý do vì sao con người này lại được treo thương hơn 1 tỷ. Anh ta liên tục tung ra những đòn cực kỳ đơn giản nhưng lại đem lại hiệu quả cực cao vì nó luôn đi trước đối phương một bước. Lu thì gồng mình để né đòn, cộng thêm tí may mắn cũng khiến Katakuri bực mình. Nhưng điều khó chịu hơn cả đó chính là Luffy hoàn toàn không để ý tới sự chênh lệch của hai bên mà cứ lao vào tỏ vẻ nguy hiểm. Hai bên lại tiếp tục đọ sức mà Luffy khá bền bỉ trong cái khoản này, nhưng nếu không đánh chúng thì cũng sẽ không thể chiến thắng.
Cậu ấy tự hỏi sao dùng Haki rồi mà vẫn không đánh được là sao nhỉ? Ngược lại Katakuri lại nhắm đến những điểm bản thân Luffy tránh né. Đó là dấu hỏi lớn nhất thời điểm hiện tại của Lù. Bản thân Katakuri cũng dành lời khen cho cậu ấy vì trước giờ chưa có kẻ nào tránh né được nhiều đòn như thế cả. Anh ta cũng đâm đinh ba tới thì Lù né được mà định tóm lấy nó, tuy nhiên con hàng này đâu phải ai cũng có thể sờ vào. Cảm thấy bị sỉ nhục, Katakuri lôi cổ Luffy ấn xuống đất vì dám láo. Sau cùng thì Luffy cũng bị bắt lại chứ không thể bay nhảy được mãi. Từ đó mũi khoan tử thần cũng nhắm vào thẳng mặt Luffy mà đâm. Thế mà Luffy vẫn chặn được bằng cách kéo dài chân ra chụp lấy nó. Katakuri thì không nghĩ đến việc này nên cũng để Luffy trốn thoát. Cậu ấy cũng thở được vài hơi rồi tỏ vẻ vui mừng khi đã chụp được cây đinh ba bằng chân, càng khiến con quái vật Mochi cay cú. Cái kết cho sự ngu ngốc này là bị Mochi của Katakuri bắt sống. Luffy nhận ra năng lực này giống với Doflamingo nên cũng định dùng đến con bài tẩy, tuy nhiên Katakuri đã thấy được điều này nên không cho phép Luffy có một cơ hội nào. Chuyển cảnh đến chiến hạm của Gemma, đàn con của Big Mom hoàn toàn không đủ tuổi so với những đứa con của những kẻ thống trị biển Nam. Tin đoàn quân ác quỷ đã bị đánh bại cũng được báo về cho băng Big Mom. Mỗi tội là tin giả do thằng anh mất dạy của Sanji bày ra, đám này cũng quyết định ra khơi một lần nữa để trả ơn băng mũ rơm cũng như cứu thằng em Sanji ngốc nghếch. Còn về phần Luffy, cậu ấy đang định dùng Gear 4 thì bị Katakuri quấy phá bằng cách đấm liên tục vào mặt. Sau đó là cho Mochi giữ chặt hai tay Luffy lại vì cũng đã đến giờ ăn nhẹ. Từ đây những giọt Mochi khổng lồ được tạo ra chôn sống cậu ấy mà không thể thoát ra. Katakuri cũng không mong muốn có một cái kết như này nhưng đến giờ ăn rồi thì giờ chơi phải dừng lại thôi. Thế nhưng với sự may mắn của mình, Luffy đã có thể đánh lừa được con quái vật này bỏ qua cho mình mà không nhận ra. Từ đằng xa, những đầu bếp chuyên nghiệp cũng có mặt mang đến món ăn ưa thích của Katakuri, chính là bánh với trà. Mọi thứ đều được làm từ những nguyên liệu quý hiếm, mỗi tội là trà đã bị nguội vì Katakuri đánh chơi với Luffy hơi lâu. Anh ta cũng dùng khả năng của mình tạo ra một ngôi nhà bằng Mochi. Không quên dặn đám đầu bếp đừng để ai lại gần. Việc không để ai nhìn thấy mình ăn đã được duy trì từ rất lâu về trước. Đang bốc phét hay thì đám này không thấy tay Luffy đâu nữa lên cũng sốc. Những giọt Mochi đè lên cậu ấy cũng động đậy, rồi từ đó con quái vật háu ăn cũng chui ra trong hình dáng một quả bóng. Hóa ra cậu ấy đã tận dụng khả năng ăn như phá mã của mình để thoát ra. Nhưng Katakuri lại đang đi ăn lên đám đầu bếp cũng nói dối rằng ngài ấy không có ở đây. Lù thì không ngu đến mức đó nên cũng chỉ về ngôi nhà kia. Cứ tưởng Luffy sẽ đến phá bữa ăn của Katakuri thì cậu lại chạy về hướng ngược lại, khiến đám đầu bếp cười ỉa cho rằng Luffy sợ quá lên mới bỏ chạy. Nhưng 2 giây sau chúng đã không còn cười được nữa khi Luffy béo tròn đã trở lại với hình dáng thon thả. Chúng cũng cố ngăn Lù não cao su lại nhưng bị Luffy từ chối bay lên thổi bay nóc nhà. Katakuri lúc này thì không hề nhận ra mà vẫn cứ ăn một cách ngon lành. Quan trọng hơn hết là bố này có quả mồm gầu khá gì và này lọ. Lên khi nhận ra mình đã đánh mất phẩm giá cao quý của một người anh, Katakuri đã nổi điên mà chuốc giận lên đám đầu bếp. Bất cứ kẻ nào thấy anh ta ăn đều phải chết, nhất là Luffy. Lần này hắn đã nghiêm túc hơn, sử dụng Haki vũ trang cao cấp đấm tới. Luffy thì cũng dùng Haki vũ trang nhưng cùi hơn lên khi chạm vào cũng bỏng hết cả tay. Cứ thế Katakuri bán hành cho cậu ấy một lần nữa, không cho cậu ấy nghỉ một giây nào. Lù ăn ngần ấy đòn cũng thoi thóp nhưng lại cảm nhận được gì đó lên cũng phản công, mà không hiểu sao lần này đòn đánh của cậu ấy đã gây được sát thương lên con quái vật tiền tỷ này. Từ đây những chiêu thức hướng về cậu ấy cũng bị né một cách dễ dàng và cho Luffy một cái nhìn mới về năng lực của Katakuri. Chính vì vậy cậu ấy đã sử dụng Gear 4 và tuyên bố Katakuri rất mạnh nhưng không phải là bất bại. Anh ta cũng điên liên thức tỉnh năng lực ác quỷ tấn công tới, nhưng ở dạng này Luffy mạnh và nhanh hơn nhiều lên đã lao thẳng tới. Katakuri thì cũng bất ngờ và nhận ngay được một đòn cực mạnh của Luffy, mặc dù đã đỡ được nhưng uy lực của nó rất lớn đã khiến Katakuri bay đi hàng trăm mét. Luffy nhớ lại hết những bài học từ Jayli, biết Haki chính là điểm cốt lõi để đánh trúng hệ Logia mà Katakuri lại thuộc hệ Paramecia nên làm gì có chuyện không đánh trúng được. Cứ như vậy Luffy liên tục tung ra những miếng đánh khiến Katakuri ná thở và nói vấn đề ở đây không nằm ở năng lực Mochi mà chính là Haki quan sát của người đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Cậu ấy cũng đánh cho anh ta tí nữa thì chạm lưng xuống đất. Mà Katakuri lại không muốn những phẩm giá của mình bị hủy trước mặt em gái lên đã chấp nhận hy sinh cái cổ đổi lại cho cái lưng không chạm đất. Luffy thì cũng nhân cơ hội đó mà tung đòn dứt điểm, tuy nhiên nó lại không trúng vì Katakuri đã nhớ lại mình là ai. Anh ta cũng khen Luffy đã hiểu được một chút rồi đây, đồng thời thừa nhận việc mình chỉ thay đổi kết cấu cơ thể để tránh đòn chứ không có gì to tác. Nhờ có khả năng thấy được tương lai gần lên việc này càng trở nên dễ hơn. Và việc để Luffy đánh trúng chính là tác hại của việc mất bình tĩnh mà Haki quan sát lại cần yếu tố tập trung để thực hiện. Luffy cũng thật may mắn khi là kẻ đánh trúng được Katakuri sau bao nhiêu năm bất khả chiến bại, cánh tay của cậu ấy cũng bị dính chặt mà không thể rút ra. Từ đây Katakuri cũng dùng đến chiêu thức của mình chứ không dùng chiêu của Luffy nữa. Anh ta gọi ra hai cánh tay được bao phủ Haki cao cấp đấm thẳng người Luffy khiến cậu ấy mất ý thức một lúc, chuyển cảnh đến đảo Cacao.
Broly cũng gọi cho em gái hỏi xem chiếc bánh thế nào rồi đồng thời cho biết về kế hoạch của băng mũ rơm mà không hề hay biết em gái cũng là một đồng minh của băng. Nhưng quan trọng hơn, một kẻ nguy hiểm đã xuất hiện chính là Oven. Vì Pudding không cho ai vào lên tên này cũng không dám đụng đến. Tuy nhiên hắn lại thấy được ông bố của Chiffon đang ở đây lên rất khó chịu. Kết quả là ông bố tội nghiệp đã ăn ngay một đấm cực nóng bỏng. Bên trong thì Pudding cũng lo cho Luffy mũ rơm vì anh trai Katakuri là một kẻ bất bại. Sanji nghe vậy cũng chỉ cười rồi nói hôm nay chính là ngày hắn nếm mùi thất bại. Nhưng điều đó có đúng không khi Katakuri đã bình tĩnh lại mà đi trước tương lai vài giây? Mọi đòn đánh hiện tại đều bị chặn như ban đầu, anh ta cũng tận dụng độ dính của Mochi bắt Luffy lại rồi quẳng đi như con. Mọi thứ xung quanh cũng do anh ta điều khiển chống lại lù nhà mình. Quả thực lúc này Katakuri còn mạnh hơn lúc đầu rất nhiều. Chuyển cảnh đến đảo Hạt, vì biết mẹ sắp đến lên đám con bà ta cũng cho di dân chứ không là còn cái nịt. Tình thế cũng trở lên nghiêm trọng hơn khi sên biển của băng Big Mom đã bị ai đó vô hiệu hóa lên không nắm bắt được vị trí của tàu Sunny. Băng của Beach cũng đang đến đảo Cacao để đón vợ vì đã không còn tàu của Big Mom xuất hiện và người gây ra việc này chính là một đứa con khác của bà ta. Cô ta được lai với người cá và có khả năng mê hoặc 10.000 con sên biển tập trung lại nhảy múa chứ tầm này làm việc làm gì. Còn lý do để cô làm vậy là vì chồng bà là cấp dưới của Jinbei. Mà anh em người cá lại xem trọng tình cảm lên đây cũng là để giúp ông ấy cùng những đồng đội mới vượt qua hiểm cảnh, trở lại với Luffy. Cậu ấy được Katakuri cho biết cơ thể cậu đang teo đi khiến Lù nhận ra thời gian sử dụng Gear 4 đã gần hết lên cũng bye bye, thế nhưng đâu có đơn giản như vậy. Đây là sân chơi của Katakuri chứ không phải nơi Luffy có thể đến rồi lại đi, mà hơn hết cậu ấy đã quá tải lên cũng cạn kiệt sức lực. Cũng may đây không phải lần đầu lên vẫn đủ sức để chạy bộ. Katakuri phía sau thì liên tục đấm tới thì tự dưng Luffy dừng lại rồi quay sang nhìn một thứ gì đó. Đây chẳng phải thứ cậu cần nhất bây giờ đó sao? Năng lực đi xuyên gương của Broly, cậu ấy cũng nở một nụ cười gian xảo rồi tóm sống bà này chui vô một tấm gương khiến Katakuri bất lực. Bà này thì gần như vô hại với Luffy lên cũng an tâm, tuy nhiên trong cái rủi lại có cái xui. Nơi cậu ấy đến lại là nơi Big Mom đang hoành hành thế mới đau chứ. Bên này nhóm Nami cũng cảm thấy bất an khi kẻ thù không còn trong tầm mắt. Và đúng là như thế chúng đa lên một kế hoạch khác để chặn đứng ý đồ của bọn họ. Tất nhiên lần này sẽ có những chỉ huy đi theo để chắc chắn có thể tiêu diệt được toàn băng. Sanji thì cũng đã làm được ra món kem khiến người ăn cảm thấy sung sướng muốn chết. Bánh nướng tuyệt vời của Chiffon cũng đã hoàn thành cùng loại sô-cô-la thượng hạng của Pudding. Ba thứ này sẽ có thể cứu được mọi người nếu như nó đến được cái mồm sành ăn của Big Mom. Đảo Hạt cũng đang đón nhận cơn đói của Big Mom thì tự dưng kẻ thù không đội trời chung với bà ta lại xuất hiện trên đảo lên ngay lập tức cậu ấy đã trở thành mục tiêu mới. Cũng may là né được và cậu ấy cũng phải đối mặt với án tử từ những chỉ huy. Perospero cũng tạo lên tường kẹo cầm chân cho cô em gái ngầu lòi đến lấy mạng Luffy nhưng không được. Hắn cũng tạo ra xiên kẹo cho mẹ lớn đuổi theo khiến Luffy sợ hãi mà chạy đi tìm gương. Còn cái bánh của Sanji lúc này cũng được vận chuyển ra cảng. Không may là Chiffon cũng ở đây lên đã lọt vào tầm mắt của Oven. Hắn cũng ấn đầu em gái mình xuống vì tội thằng chồng làm phản. Thấy cảnh này thì Sanji cũng ngăn không cho Pudding ra can mà đợi thời cơ nếu không kế hoạch của họ sẽ đổ xuống biển. Bên này Lù cũng đã tìm được một tấm gương mới nhưng chưa kịp vào thì nó đã bị phá hủy. Cũng may là đạn không ăn thua với Luffy mà còn có con tin nữa lên đám này cũng không dám khinh suất. Cứ như vậy hai bên chơi trò mèo vờn chuột cứ khi nào khó khăn thì Luffy lại giơ Broly ra đỡ đòn. Đen thay Big Mom đã thấy được Luffy mà bà này trong cơn đói cũng không kiêng nể gì hết lên cũng tung ra sát chiêu về phía họ. Về Vân Chiffon cô không hối hận khi giúp bằng mũ rơm. Vì họ cũng đã cứu em gái song sinh của cô mà. Đúng lúc này thì người bố mất con cũng lao ra bảo vệ con gái. Tạo cơ hội cho Sanji tốc biến đến tấn công một cách bất ngờ rồi cướp lại Chiffon không để ai nhìn thấy. Kết quả là ông bố xấu số đã lãnh chịu hậu quả vì dám láo nháo, nhưng Oven đủ khôn để biết Chiffon đang ở đâu lên cũng tóm sống cô ấy một lần nữa. Đúng lúc này hắn nhận được tin Beach đang đến khiến hắn vui sướng vì kẻ thù đã tự tìm đến. Beach cùng đồng đội cũng vô cùng tự tin lao hết tốc lực đến cứu vợ. Trở lại với Luffy, cậu ấy đã may mắn chui được vào thế giới gương trước khi sát chiêu của Big Mom bay đến. Thế nhưng việc này lại dẫn Katakuri tìm đến tấn công, cũng may là có vô số gương ở đây nên vẫn an toàn rời đi để câu giờ cho Haki hồi phục. Còn phía Sanji thì tên Oven cũng đã liên lạc với Beach yêu cầu họ đầu hàng. Chiffon thì cũng kêu chồng con rời đi ngay nhưng ông ta rất yêu thương vợ con mình nên không quan tâm tiếp tục tiến về phía trước. Oven cũng vui mừng khi chuẩn bị bắt được mẻ cá to. Kết quả trong lúc hoành hoang tên này đã ăn ngay một viên kẹo đồng vô đầu từ phía Beach. Ông ta cũng là một tay súng đẳng cấp lên độ chính xác cứ gọi là thôi rồi. Chuyển cảnh đến tàu Sunny. Mọi người cũng đã phát hiện ra đằng xa có những chiến hạm đang đuổi theo, mà Kazot không có quan tâm đến điều đó hỏi Chopper xem tối nay có phải đêm trăng tròn hay không. Trở lại chỗ Oven, sau khi ăn đạn hắn đã nổi điên mà bốc hỏa toàn thân nhưng Beach cũng lên cơn. Cho tàu tăng tốc tối đa định đâm thẳng vào bờ, đám tạp nham thì nghĩ đám này bị điên nhưng không.
Con tàu của ông ta vừa là tàu lại vừa là xe tăng lên đã leo lên đè chết những kẻ ngáng đường. Sanji thì cũng bảo tất cả giữ nguyên tốc độ còn bản thân nhảy ra sau lấy đà. Ngay khi hai bên sắp va chạm, cậu ấy đã sút tất cả đầu bếp cùng bánh cưới lên trên tàu của Bees. Còn Luffy sau màn đùa nghịch khắp nơi của mình cũng được Broly tiết lộ việc cô ta đã nghe hết kế hoạch của băng mũ rơm lên khuyên cậu ấy đầu hàng. Luffy thì không quan tâm mà nghĩ cách để đánh bại Katakuri. Một mảnh ký ức 2 năm trước hiện về, khi đối mặt với kẻ thù càng mạnh thì Luffy cũng sẽ mạnh lên, và dường như cậu ấy đã có câu trả lời cho câu hỏi mang tên Katakuri. Ngay khi vừa kết thúc thời gian 10 phút thì cậu ấy cũng trở lại thế giới gương đối mặt với một tỷ tiếp. Còn nhóm Sanji cũng đã chuyển bánh lên tàu một cách bình yên, khó khăn duy nhất của họ lúc này chỉ có Oven. Hắn cũng đứng trước cỗ xe tăng mà hét lên sẽ ngăn nó lại, kết quả như ai cũng biết rồi đó, bẹp dí luôn mà. Cứ như vậy tàu của Bees đã đâm thủng hết đảo Cacao để có thể ra khơi một lần nữa. Cứ tưởng như vậy đã có thể rời đi một cách an toàn thì tự dưng không khí trở lên nóng bỏng hơn. Nước biển từ đây cũng trở lên sôi sùng sục, và kẻ có thể làm được việc điên rồ này chính là Oven. Hắn cũng đâu phải kẻ yếu đuối nên cũng hạ quyết tâm phải nấu chín toàn bộ người trên thuyền. Cứ như vậy một bên bánh lái đã quá tải mà nổ tung khiến tất cả lâm nguy. Chính vào lúc này người bố người ông tuyệt vời không ai hay biết lại xuất hiện để cứu con cháu một mạng. Oven ăn một gậy thì cũng điên tiết quay sang tấn công lão già, tạo cơ hội cho băng Bees thoát thân. Cái kết cho hành động này chính là mạng sống của ông ấy, còn nhóm của Nami cũng đang bị đuổi theo sát nút. Big Mom thì vẫn đang nổi điên đi tìm bánh cưới, và Sunny cũng đã bị đón đầu từ nhiều phía. Cuộc tái đấu giữa Lù với Katakuri cũng đang nổ ra và vẫn là ăn hành thôi. Điều khiến Katakuri ngạc nhiên đó là việc Luffy không thoát luôn đi mà còn quay lại đây. Luffy thì cũng to mồm bảo quay lại để hạ gục anh ta. Cậu lập tức đấm hàng tỷ cú đấm về phía đó nhưng bị né sạch. Trời bên ngoài lúc này cũng đã tối mà Jinbei cũng biết được kẻ chặn đầu họ chính là Đại Fuku khiến ông ấy lo lắng. Khỏi bàn về sức mạnh của tên này, vì hắn cũng thuộc top đầu về số tiền truy nã. Đằng sau lại có cô con gái cũng thuộc vào hàng ngũ những kẻ mạnh nhất Smoothie đang đến gần. Đại Fuku cũng hỏi ông anh xem có được đánh chìm tàu băng mũ rơm hay không thì biết là có. Chứ tầm này để lại làm gì, và mẹ lớn của chúng cũng đang vì cơn thèm bánh cưới mà gầy đi trông thấy. Nami thấy tình hình này thì vẫn bình tĩnh giao nhiệm vụ cho những người khác. Bác sĩ của chúng ta cũng quyết định dùng con bài tẩy để giao chiến với kẻ địch khi chúng đến gần. Riêng Kazot cũng đã có kế hoạch riêng để trả thù cho Pedro và cũng bảo với mọi người cho mình xử lý tên Đại Fuku cùng hạm đội của hắn. Jinbei cũng hỏi cô bé định trở thành Su Long hay sao. Thì Kazot cho biết mình đã được huấn luyện kỹ càng bởi Pedro nên sẽ không sao. Vậy là Kazot cũng nhìn thẳng lên trăng tròn và bắt đầu quá trình biến đổi. Đây chính là thứ sức mạnh bá đạo nhất của tộc Minh, mà Kazot lại kiểm soát được hình thái tối thượng này khiến những người chứng kiến sững sờ. Nhất là với phe địch, vì đây là lần đầu tiên chúng thấy tộc Minh bộc lộ hết bản chất thật sự. Kazot cũng hành động ngay, lao xuống biển lướt trên mặt nước với tốc độ siêu phàm. Khả năng kích điện của cô bé cũng gia tăng một cách đáng kể khi đi đến đâu thì kẻ thục gục đến đó. Chopper thấy cảnh này thì cũng ngạc nhiên vì không nghĩ Kazot có thể làm đến mức đó. Đại Fuku bị trêu đùa thì cũng cay cú mà dùng đến năng lực ác quỷ. Hắn gọi ra thần đèn chém về phía bé thỏ nhưng hụt mất. Mà đây lại là chiêu trò của Kazot để chúng tự phá hoại lẫn nhau, giúp những thành viên còn lại thoát đi một cách dễ dàng. Thần đèn chém hụt lên cũng cay cú mà dí theo phá hủy hết chiến hạm phe mình. Mà không ra tay thì Kazot lại trêu tức hắn để Đại Fuku ra tay lên đám lính quèn cũng chỉ biết chịu trận. Jinbei cũng kể về truyền thuyết tộc Minh cho tất cả nghe. Cứ vào đêm trăng tròn trời không mây không sao. Tộc Minh khi nhìn vào trăng tròn thì sức mạnh bị phong ấn bên trong sẽ được phá bỏ. Tất cả sẽ biến thành màu trắng mắt đỏ và nó được gọi là Bạch Nguyệt Sư Tử Su Long. Thường thì ở trạng thái này họ sẽ đánh mất ý thức chiến đấu không ngừng nghỉ cho đến ngày hôm sau, nếu không kiểm soát được thì sẽ mất mạng. Thấy Kazot tuyệt vời như vậy, Brook cũng xin sang phe địch giúp một tay. Ông ấy cũng chạy trên mặt biển khiến tất cả ngỡ ngàng. Trở lại trận đấu của Luffy, mặc dù đã hồi phục hết Haki nhưng cậu ấy vẫn không dùng đến Gear 4 mà muốn tìm ra được lời giải khi đối mặt với Haki quan sát cao cấp trước. Chỉ như vậy cậu ấy mới có thể đánh trúng đối thủ mạnh chưa từng có này. Lu cũng đặt mình vào trạng thái thư giãn nhất có thể ngay cả khi đòn công kích đang nhắm vào mình. Kết quả là ăn ngay cú đấm trực diện mà vẫn chưa ngộ ra được gì. Nhưng không vì vậy mà cậu nản chí lập tức lao đến, nhưng Katakuri đã nhìn thấy hết lên cũng đẩy Lù ra không cho áp sát. Anh ta cũng tạo ra vô số chiêu thức để dọa Luffy, còn tàu Sunny cũng đang bị phiến quân phía sau đuổi tới nã pháo. Mẹ lớn sau màn dạo chơi của mình thì cũng gục xuống vì chưa được ăn món mình thích. Perospero biết đây là lần đầu tiên cơn đói của mẹ kéo dài như vậy khiến hắn cực kỳ lo lắng. Cũng may là Pudding đang trên đường vận chuyển bánh tới đây, nhưng vấn đề nghiêm trọng chính là chiếc bánh nằm trên tàu của Bees. Đúng là như vậy, khi ông ta vẫn chưa bỏ ý định ám sát mẹ lớn, định tẩm thuốc độc lên bánh của Sanji nhưng cậu ấy không cho làm như vậy. Niềm kiêu hãnh của một đầu bếp không cho phép Sanji làm vậy, kể cả điều đó có thể hạ gục kẻ thù lớn nhất thời điểm hiện tại cho băng. Mà băng mũ rơm cũng không thích dùng mưu hèn kế bẩn để chiến thắng nên cậu ấy nhất quyết không nghe.
Beast thì cũng không nghe lên Sanji đã ấn kèm vô mồm hắn khiến hắn chết sốc vì chưa từng được ăn quả kem tuyệt vời như này bao giờ. Sau khi tỉnh lại thì Beast cũng chuyển ý không dùng thuốc độc lên bánh nữa vì nó đủ ngon để giết chết cơn đói của Big Mom. Sanji cũng mong sao sẽ đến kịp để cứu Nami cùng đồng bọn. Và lúc này họ cũng đang đâm xuyên qua lớp phía trên vì Kazod với Brook đã dọn sẵn đường cho Sunny rồi. Ông ấy thì dùng âm nhạc để kẻ thù mê mẩn quên mất việc chúng đang làm. Còn Kazod vẫn di chuyển liên tục để phá hủy bánh lái nhưng từ này tới giờ dùng có vẻ hơi nhiều sức khiến bé thỏ gặp nguy hiểm. Kết quả là thần đèn của Đại Fuku cũng đuổi tới kịp mà tung ra cú chém của mình nhưng Brook đã đến kịp để đưa cô bé đi. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nên cũng quay lại Sunny ngay. Nami cũng rất vui khi thấy em ấy bình an trở về. Nhưng vì đã kiệt sức lên Kazod cũng xin được vào trong nghỉ ngơi. Lúc này thì Prometheus với Zod cũng đã quay trở lại lên Big Mom đã hành động. Bà ta cũng nghiêm túc hơn với trạng thái đói ăn của mình đuổi theo tàu Sunny đẩy họ vào tình thế ngàn cân treo sợi bún. Big Mom cũng nhảy thẳng lên tàu mà gọi tên mũ rơm kẻ đã phá hủy mọi thứ khiến tất cả những người trên tàu sợ hãi tột độ. Jinbei biết tình hình đã khó khăn hơn bảo tất cả tâm lý rời khỏi thuyền. Mẹ lớn cũng phá hủy tàu để tìm kiếm bánh cưới. Cũng may Sunny được làm từ loại gỗ cứng nhất thế giới nên vẫn chịu được. Luffy thì vẫn đang vật vã tìm cách thức tỉnh sức mạnh khi bị đẩy vào hiểm cảnh như lời Jelly nói. Haki sẽ trở lên mạnh hơn trong những trận tử chiến và Luffy đang cố đẩy bản thân đến cửa tử để theo kịp sự chênh lệch sức mạnh giữa hai người. Katakuri thì cũng đã thấy hành động này của Luffy mà hỏi xem Lù đang tính làm gì. Có vẻ quá trình thức tỉnh sức mạnh của Katakuri khác rất nhiều so với Luffy nên không nghĩ ra việc cậu ấy đang cố tập trung cao độ để thức tỉnh Haki quan sát cấp cao. Chỉ khi nhìn thấy được tương lai gần như Katakuri thì cậu ấy mới có cửa đánh bại con quái vật tiền tỷ này. Anh ta liên tục tấn công tới vỗ cho Luffy bẹp dí mà vẫn chưa nhìn thấy được gì. Được cái Luffy nhà mình tập chịu đòn rất tốt lên vẫn đứng dậy được ép bộ não phải tập trung cao độ. Katakuri thì cũng tung ra một chiêu mới hóa cứng đầu ngón tay rồi bắn ra với một lực lớn chẳng khác nào một khẩu súng. Áp dụng khả năng thấy trước tương lai một giây Katakuri liên tục bắn vào nơi Luffy hướng đến. Đến lúc này rồi thì Luffy mới thốt lên rằng Katakuri quả thực rất mạnh. Và để thêm phần kịch tính thì anh ta đã biến một tay thành khẩu 6 nòng xấy thẳng vào người Luffy. Cậu ấy thì vẫn ép bản thân tập trung cao độ. Còn trên biển Big Mom đang hỏi xem đám bọn người giấu chiếc bánh đi đâu rồi. Vì con trai bà ta nói nó đang ở đây và nếu nó nói dối ta sẽ phải giết con trai cả của mình. Perospero nghe tới đây thôi thì cũng sợ hãi vì mẹ lớn vẫn nhớ ra những lời đó trong cơn thèm ăn. Big Mom cũng chuốc giận lên Jinbei nhưng ông ấy vẫn bình tĩnh đối mặt. Tuy nhiên nhiêu đấy vẫn không đủ cản một tứ hoàng như mụ lên Jinbei đã bị đánh bay xuống biển. Từ đó Big Mom tiếp tục cuộc tìm kiếm bánh cưới của mình khiến Kazod gặp nguy vì vẫn đang ở bên trong. Hai anh chị cũng chạy đến ngăn bà ta lại thì ăn ngay một chém may mà né được. Tuy nhiên lửa của mụ đã khiến tàu bốc cháy một lần nữa. Nami cũng gặp nguy buộc bác sĩ của chúng ta phải biến thành quả bóng che cho cô bạn. Mụ thì rất thích những sinh vật kiểu hiếm có khó tìm như này nên cũng bắt Chopper lại. Lúc này thì Jinbei cũng đã hồi hồi một chút mà dùng kỹ năng người cá thổi một luồng sóng xung kích đem theo ngọn thương bằng nước biển phóng lên trên. Cú đó đã cứu thoát Sunny cũng như mọi người vì năng lực ác quỷ của Big Mom cũng bị nước biển làm suy yếu. Jinbei cũng nhảy lên mà đuổi cổ Big Mom đi, sau đó tung ra tuyệt kỹ karate người cá cực kỳ uy tín vào bụng mụ già. Đòn đó đã đẩy được mụ ta rớt ra bên ngoài lên Jinbei cũng bảo tất cả ổn định đội hình mau chóng rời khỏi đây và không được để Sunny tổn hại thêm nữa. Big Mom thì cũng trở lại dọa sẽ chém con tàu ra thành nhiều mảnh. Thấy vậy Nami cũng định dụ dỗ rớt về phe mình nhưng lần này nó đã không thèm ăn nữa nên cũng giật điện thẳng về phía Nami. Cũng may người hứng chịu là Brook mà ông ấy không có da thịt lên không chịu ảnh hưởng mấy. Brook thì biết khả năng của mình hoàn toàn vô hại với mụ già lên cũng nhắm đến thứ yếu hơn chính là Zod, vì nó cũng là một dạng linh hồn lên cũng bị kỹ năng của Brook chém ra làm hai. Nami thừa cơ cũng gọi Seth đến giật tung người chủ tớ nhà này, trở lại với Luffy cậu ấy đang hứng chịu một cơn mưa đạn mà không thể né nổi. Nếu đã không né được thì chúng ta phải chặn lại và Lù cũng dùng hết sức bình sinh đấm những viên đạn hướng về mình một cách ảo diệu. Katakuri thì cũng khen cậm cự được đến giờ là tốt lắm rồi sau đó tung cú đá thẳng mặt Luffy. Tay chân Lù bây giờ cũng đang run lên vì đau đớn nhưng không vì thế mà Katakuri để cho cậu ấy thở. Anh ta tiếp tục tạo ra những chiếc bánh bằng mochi rồi từ cái bánh đó lại mọc ra những cánh tay được bọc Haki cấp cao đầm tới. Đây chính là sức mạnh của trái ác quỷ đặc biệt mặc dù thuộc hệ Paramecia nhưng nó có thể phân tách như hệ Logia cực kỳ đỉnh cao. Luffy sau khi ăn đòn một hồi thì cũng đã né được vài chiêu mà tìm thấy được một chút ánh sáng nơi cuối con đường. Hai bên tiếp tục trao đổi chiêu thức, mỗi tội là cú đấm của Luffy không tìm được địa chỉ còn Katakuri thì vẫn giữ được đầu lạnh mà bán hành cho thanh niên chưa trải sự đời. Tại đó còn có sự góp mặt của một đứa con khác của Big Mom cực kỳ yêu thích Katakuri tên Flum. Nhỏ này thì vẫn đang nén nút giúp đỡ ông anh trước khi Katakuri đánh bại được Luffy mũ rơm hòng nhận lại lời khen từ anh trai. Vốn dĩ Katakuri là mẫu hình lý tưởng cho 38 cô em gái lên được hâm mộ cũng là điều đương nhiên.
mà thấy đối thủ của anh trai ngoan cố quá khiến con nhỏ này cực kỳ khó chịu. Luffy thì vẫn đang nhắm mắt lại để cảm nhận sự thay đổi nhưng vẫn bị đấm liên tục. Katakuri thì cũng hiểu được một chút lý do Luffy nhắm mắt lên cũng sốc. Bản thân Katakuri cũng biết đối thủ này nếu để lâu sẽ là mối nguy tiềm tàng không thể giữ lâu được nên cũng muốn kết thúc trận chiến ngay. Anh ta cũng dùng Mochi dính chặt cậu ấy vô tường không cho thoát ra, đấm về đằng trước không được thì ta đây đấm về phía sau. Luffy cũng phá hủy bức tường mà thoát ra nhưng vẫn bị đấm cho bầm dập. Cậu ấy cũng gào lên trong đau đớn vì không vượt qua được khả năng nhìn thấy tương lai của Katakuri. Lúc này thì Lù lại nhớ về những lời dạy của Zaili nói mỗi cú đánh đều phải có mục đích. Quan trọng nhất là không được tấn công bừa bãi và Luffy cũng nhắm mắt lại để cảm nhận sự dao động của không khí. Còn phía bên này sau khi ăn cú giật điện uy lực của Nami rớt đã không chịu được nữa mà tan biến khiến Big Mom tí nữa thì rụng xuống biển. Cũng may là Prometheus đã đến kịp cứu mẹ lớn khỏi bị chết chìm. Không những hạ được bà ta mà Brook cũng tóm được rớt về làm quà cho Nami. Cô ấy bắt đầu đe dọa rớt khiến em nó tái xanh hết mặt mũi còn Big Mom cũng đã hồi phục mà tiếp tục cuộc đi săn. Lù não cao su thì cũng đã nhớ ra tất cả kiến thức đã học chủ động để bị đánh hỏng tìm ra sự tập trung tuyệt đối. Katakuri thì cũng đã thấy được việc Luffy đang dần thấy được tương lai giống mình lên cũng đấm hết sức. Tuy nhiên Luffy đã dần cảm nhận được cú đánh từ phía Katakuri hướng về mình lên cũng chặn được khiến Katakuri ngỡ ngàng. Mà phải công nhận sự phát triển của Luffy cực kỳ hiếm gặp và hắn đang bắt đầu thấy được tương lai giống mình. Katakuri cũng dùng cách tấn công liên tục để Luffy không nhìn thấy được tương lai nữa. Anh cũng lôi con hàng nóng ra đoán rằng Luffy vẫn chưa nhìn thấy được rõ như mình lên sẽ đặt dấu chấm hết ngay tại đây. Đúng là như vậy khi không phải lúc nào Lù cũng giữ được cái đầu lạnh khi bị đánh liên tục như thế. Nhưng mỗi khi ăn đánh xong cậu ấy vẫn cố gắng nén đau mà nhắm mắt để cảm nhận. Đôi khi nó sẽ thành công và đôi khi sẽ thất bại vì Katakuri liên tục cản trở. Katakuri cũng nói về kế hoạch của băng đã bị lộ khuyên Lù lên từ bỏ ở đây thôi. Chuyển cảnh đến tàu của Beast, chiếc bánh cưới cũng hoàn thiện khâu trang trí. Mà Sanji cũng kỹ lưỡng dùng tài năng của mình vẽ thêm vài bông hoa xung quanh để nó bắt mắt hơn. Mùi hương của nó khiến những người đứng gần phát thèm nhưng vẫn kiềm chế lại vì nó là con át chủ bài giúp tất cả thoát khỏi lãnh địa của Tứ Hoàng. Ngay khi xong việc thì tất cả cũng gục ngã vì đã làm quá sức cho phép của một người đầu bếp. Lúc này chỉ trông chờ vào việc Sunny có tới được điểm hẹn hay không, Chopper thì cũng đã chơi một viên kẹo để biến đổi hòng chống chọi lại với Big Mom. Cái kết cho hành động này là bị chém thẳng vô người nhưng cậu ấy vẫn không từ bỏ. Gào lên khiến mọi người lo lắng, Big Mom cũng nghiêm túc hơn biến Prometheus thành ông mặt trời thu nhỏ. Jim bé cũng khẳng định ở thời điểm hiện tại nước biển cũng sẽ không hiệu quả. Đúng lúc này thì hình bóng con tàu cứu tinh đã xuất hiện. Beach cũng lên tinh thần cho băng rồi nói sẽ giữ lời hứa với Sanji để mụ già ăn bánh rồi sau đó sẽ làm những gì mình muốn. Cậu ấy thì cũng không phản đối lên cũng rời đi cùng Pudding theo đúng kế hoạch. Big Mom thì cũng đã ngửi thấy được mùi hương tuyệt vời lên đã chuyển hướng đuổi theo tàu của Beach. Sanji cũng trở lại đoàn tụ với mọi người nhưng họ không có cho cậu ấy biết việc Pedro đã chết. Trở lại với Luffy nhà mình. Cậu ấy đã có thể nhìn thấy được các đòn đánh hướng về phía mình một cách rõ ràng hơn nên cũng né được vài chiêu. Katakuri cũng bảo Luffy đừng đứng dậy nữa mà Lù vẫn cứ đứng lên cho bằng được khiến anh ta khó chịu vì Haki quan sát của cậu ấy sắp đặt ngưỡng đỉnh cao. Tuy nhiên người thứ ba đã can thiệp vào trận đấu bằng một mũi tên siêu âm gây tê. Nó quá nhanh để hai chiến binh cảm nhận được đã có kẻ xem vào trận chiến công bằng này. Kết quả là Luffy bị thuốc tê làm cho mất sức lên cũng bị ăn một xiên từ Katakuri. Beast thì mang ơn băng mũ rơm khi Sanji đã cứu vợ mình lên cũng dụ đám con của Big Mom đi theo mình giúp Sunny giảm bớt gánh nặng. Sanji cũng cho biết việc kế hoạch của họ đã bị lật tẩy lên phải nghĩ ra cách khác để đón Luffy. Còn cậu ấy sau khi dính chiêu cũng khiến Katakuri cảm thấy khó chịu thay vì đang gay cấn mà lại để trượt chân. Flump sau khi phóng mũi tiêm gây tê vào Luffy thì cũng cười khoái chí vì đã giúp được ông anh. Mặc dù Katakuri muốn kết thúc thật nhanh nhưng cũng không muốn nó kết thúc theo cách như lúc nãy. Nhưng anh ơi, Luffy cũng là nạn nhân thôi chứ có biết gì đâu mà anh lại tức giận với cậu ấy. Luffy thì vẫn đang ngấm thuốc lên cũng chỉ biết chôn chân để cho Katakuri đấm liên tục. Ngay khi dừng tay thì Luffy cũng đã bất tỉnh nhân sự. Phía ngoài thì thuyền của Smoothie cũng đã dẫn đầu cuộc chơi săn băng mũ rơm thay cho ông anh đang đuổi theo Beast. Oven cũng phục trước tại đảo Cacao mà ra lệnh cho người dân đập vỡ hết gương hoặc ném xuống biển chỉ để lại duy nhất một tấm gương lành lặn. Chẳng may Luffy thoát được khỏi tay Katakuri thì cũng chỉ còn một tấm gương để sử dụng. Còn Katakuri lại nghĩ về khoảnh khắc Luffy trượt chân mà không rõ nguyên nhân. Lòng tự tôn của anh ta không cho phép chiến thắng kiểu đó và Luffy đã khiến anh ta cảm thấy vô cùng thất vọng khi vừa đánh giá cao một tí đã bị hạ gục một cách lãng xẹt như vậy. Anh ta cũng chờ cho Luffy tỉnh lại mà không dứt điểm ngay và Luffy cũng hồi hồi được một chút mà đứng lên. Flump thấy vậy thì cũng định phóng thêm phát nữa. Tuy nhiên khi mũi gây tê thứ hai bay gần đến nơi thì Luffy đã kiệt sức mà lăn ra đất khiến mũi gây mê phóng trượt. Katakuri thì cũng nhìn thấy mà hiểu ra hết mọi chuyện. Nghe thấy tiếng cười nói của đám ngu ngốc cùng cái chân đang run rẩy của Luffy, Katakuri biết mình đã trách nhầm cậu ấy.
Anh ta từ từ đi đến chỗ cô em gái mà tự trách bản thân không nhận ra sớm hơn khi để đối thủ ăn một đòn chí mạng. Con bé Flum thì cứ tưởng anh trai sẽ đến khen mình nhưng không. Katakuri đã tự đâm xuyên người để trận chiến được công bằng hơn. Việc này đã buộc cho Katakuri phải vứt bỏ hình ảnh anh trai lý tưởng mà tháo bỏ lớp khăn che mặt ra để lộ ra quả mồm xấu xí của mình, dọa cho đám kia hú hồn luôn. Con bé Flum bị mất đi anh trai hoàn hảo thì cũng phỉ nhổ vào Katakuri, nhưng anh ta không quan tâm, từ từ bước đến chỗ Luffy. Đám fan thấy bộ mặt thật của Katakuri thì cũng ồn ào, gây ảnh hưởng đến trận chiến của hai kẻ mạnh. Luffy thì cũng đồng tình với Katakuri nên họ đã bộc phát Haki Bá Vương khiến không gian xung quanh vỡ nát. Những kẻ yếu đuối cũng lần lượt bị thứ sức mạnh này lấn át ý chí mà gục ngã. Con bé Flump cũng thấy Luffy có Haki Bá Vương thì vô cùng kinh ngạc rồi ngất lịm đi. Bên này Beach cũng định cập bến tại đảo gần đó thì Chiffon đã ngăn lại. Cô ấy sợ hòn đảo đó quá gần lên ngay khi ăn xong mẹ lớn có thể đuổi theo băng mũ rơm lên cũng cho tàu chạy xa hơn. Sanji cũng tách đoàn để đi cứu thuyền trưởng chứ kế hoạch đã bị lộ, sợ Luffy sau khi thoát ra sẽ gặp nguy hiểm mất. Ngay khi cậu ấy rời đi thì cô con gái mạnh nhất nhì của Big Mom cũng bắt đầu cuộc chơi. Với khả năng của mình, cô ta sẽ cướp đi nước từ người khác rồi dùng nó cường hóa cơ thể chém liên tục về tàu Sunny. Có thể nói năng lực này là vô hạn nếu chủ sở hữu vẫn còn con mồi để hấp thụ nước. Mọi người thấy cảnh này cũng sợ hãi vô cùng, cũng may Nami với Jinbei đã kịp phản ứng mà cho tàu né qua một bên. Còn trong thế giới gương lúc này chỉ còn hai chiến binh mạnh mẽ. Katakuri cũng xin lỗi khi đã không nhận ra sớm hơn. Còn Lu cũng không suy nghĩ, nói là lỗi của mình khi đã không tránh được đòn đó. Nghe vậy thì Katakuri cũng khẳng định không coi Luffy là kẻ yếu thế hơn mình nữa, khiến Luffy khá vui. Họ gào lên một tiếng rồi lao thẳng vào đối phương, tung ra cú đấm mạnh nhất có thể. Katakuri thì tay dài hơn lên cũng đấm trúng trước, còn Luffy cũng kéo dài tay ra để đấm vào mặt anh ta. Có vẻ như Katakuri cũng đang tận hưởng niềm vui khi có thể đánh nhau với một kẻ lì đòn như Luffy. Giờ đây hai chiến binh chỉ muốn có một trận đấu công bằng nhất có thể và tìm cách hạ gục đối thủ. Katakuri thì vẫn nhỉnh hơn vì có thể thấy được tương lai, cộng thêm Haki vũ trang cũng trên cơ hơn so với Luffy nên Lù cũng bị đấm bay. Luffy thấy vậy cũng nhắm mắt cảm nhận đường đi nước bước của Katakuri mà phản công. Anh ta cũng khen Luffy đã thấy được tương lai nhiều hơn nhưng vẫn không đủ để ngăn chặn anh ấy. Nghe vậy Luffy cũng không vội mà tiếp tục hoàn thiện khả năng mới tránh né rất tốt. Nhưng kẻ được truy nã 1 tỷ vẫn nhỉnh hơn hoàn toàn, khi đánh phát nào là thốn phát đó, ngay cả khi Lù đã bọc Haki để giảm thiểu sát thương. Với tinh thần quyết chiến quyết thắng, Luffy lao lên như con thiêu thân, áp dụng lời dặn của Zaili rằng mỗi cú đấm đều phải có mục đích riêng. Cậu ấy đã lừa được Katakuri rồi đấm được một phát nữa để rồi nhận lại một cú mạnh gấp đôi. Từ đây hai người họ ăn miếng trả miếng, không cho đối thủ kịp phản ứng mà dùng Haki quan sát. Đến lúc này rồi thì Katakuri cũng phải thở như trâu. Bản thân anh ta biết Lù là kẻ thù của mẹ mà anh ta lại là kẻ đứng đầu trong 3 tư lệnh. Thế mà khi đấu với Luffy, Katakuri đã quên mất mình là ai, đúng là khó hiểu. Đây chính là cảm giác được đấu với kẻ mạnh. Mỗi khi đánh cho Luffy cắm đầu xuống đất, anh ấy lại gọi Luffy dậy để đánh tiếp, đồng thời chấp nhận lời thách đấu từ Luffy. Lù thì cũng đáp lễ bằng cách sử dụng trạng thái mạnh nhất. Khác trước đây, không phải dạng người bóng to tròn mà là một hình thái mới sau khi bị đẩy đến đường cùng, được gọi là Snake Man người rắn. Cậu ấy phải công nhận bản thân vẫn chưa đạt đến trình độ Haki quan sát của Katakuri, nhưng ở trạng thái này sẽ bù đắp được khoảng cách đó bằng tốc độ khiến Katakuri không thể thấy được. Cú đấm đầu tiên thì cũng bị né một cách đơn giản, Katakuri mất cảnh giác, kết quả lại ăn thêm một cú đấm khác từ đâu bay đến. Cứ như vậy, mỗi khi cú đấm đầu tiên hụt thì cú đấm thứ hai lại trúng đích lên, anh ta cũng dùng khả năng thấu thị để phát hiện ra mánh khóe của Luffy. Đòn đánh đặc biệt này sẽ tìm đến mục tiêu đến khi đánh trúng thì thôi. Katakuri ăn trọn một cú mà bay xa cả 100 mét nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mà biến đổi cơ thể hòng tránh né hết đòn hiểm từ Lù não cao su. Đây là trận chiến giữa tốc độ với tốc độ, nhưng đúng là Katakuri vẫn nhanh hơn thật. Kết quả Luffy không thu tay về kịp lên đã ăn ngay một đòn được cường hóa thốn tận rốn mà không thể thoát ra được. Cứ như vậy Katakuri quay tay lấy lực rồi vận hết sức mạnh đập xuống. Luffy thì không thể làm gì lên, cũng lãnh trọn toàn bộ sát thương từ cú chạm đó. Có thể nói đây chính là tuyệt chiêu mạnh nhất mà Katakuri tung ra tính đến thời điểm hiện tại. Nó để lại cho thế giới gương một lỗ to đùng sâu cả 1000 mét. Thế nhưng Luffy đã không còn biết đau nữa rồi, sau khi ăn tẩn mấy tiếng đồng hồ, cậu ấy bây giờ chỉ cảm thấy đói thôi, liền lập tức bay lên cười cười. Cả hai lại tiếp tục đấm hàng tỷ cú đấm về phía đối thủ và lần lượt những cú đánh đó tìm đến mục tiêu. Katakuri thì tận dụng thời gian để xem trước tương lai mà cảm thấy thật hào hứng. Ngay lập tức Luffy bay lên tung ra tuyệt chiêu mới ở trạng thái Snake Man này. Chỉ trong một tích tắc, vô số các đòn đánh đã đánh về phía Katakuri, buộc anh ta phải chống đỡ tìm ra lỗ hổng. Được một lúc thì Katakuri cũng hiểu được cơ chế hoạt động của chiêu này, lên cũng lao thẳng đến biến hóa các kiểu, nhét thẳng vào mặt Luffy một cước. Họ cũng quyết định chấm dứt trận chiến bằng chiêu cuối. Cú va chạm đó đã phá nát không gian xung quanh và hai cú đánh đều trúng đích. Hai chiến binh cũng gục ngã sau khi dính phải đòn đó. Luffy thì mất luôn dạng Snake Man mà bất tỉnh,
còn Katakuri cũng không khá hơn khi cũng gục ngay sau đó. Cuộc đua ở bên ngoài cũng đang dần trở lên căng thẳng hơn khi nhóm Beach cũng sắp hoàn thành mục đích. Còn tàu Sunny cũng vượt qua được hiểm cảnh mà đến đón Luffy, nhưng nếu đến đảo Cacao lúc này họ sẽ bị bao vây, lên Brook cũng định đến chỗ Smoothie để thương lượng. Sự hài hước này của ông đã nhận lại một cú đấm ù đầu từ phía Nami. Cô ấy vẫn tin thuyền trưởng nhà mình sẽ vượt qua hết khó khăn mà sống sót trở về. Được một lúc sau thì Luffy cũng đã tỉnh lại mà ngoi lên. Thấy Katakuri bất tỉnh mà Lù cũng an tâm vì giờ đây đến việc nói cậu ấy cũng không mở mồm được nữa. Thế nhưng con quái vật tiền tỷ cũng đã tỉnh lại khiến Luffy kinh ngạc. Lù dùng chút sức cuối cùng đứng lên để khè anh ta thì nhận lại được một câu hỏi rằng một ngày nào đó ngươi sẽ trở lại đây đánh bại Big Mom chứ. Lù thì cũng hét lên nhất định sẽ trở lại vì mình sẽ trở thành vua hải tặc. Nghe vậy Katakuri cũng an tâm khen Luffy thấy được tương lai khá xa đấy. Sau đó anh ta lần đầu tiên chạm lưng xuống đất trước mặt người khác vì biết một ngày không xa sẽ lại được tái đấu với Luffy như hôm nay vậy. Lù thấy vậy cũng cảm ơn anh ta không quên che lại cái miệng giúp đối thủ rồi tìm đường rời đi. Thật may mắn khi tại đây Pecom đã xuất hiện cùng với Broly đang gào khóc cho sự thất bại của anh trai và bộ phim hôm nay đến đây cũng kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy video này hay đừng ngần ngại để lại cho mình xin một like cũng như subscribe để mình có thêm động lực ra thật nhiều video hay nữa nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.